đâu cả nhà. Hôm nay mình nấu phở, làm cắt quế vô ăn. Nấu phở hôm nay là tháng 9 rồi, tháng 10 chứ. Quế này nó cũng hết chịu nổi rồi, nó chỉ mùa nắng thôi, cái trời lạnh lạnh thôi. Nay nó hết tốt rồi, nên mình cắt ra hết luôn. Bên đây là bắt đầu là tháng 9 là thấy lạnh rồi. Cái quế này nó không có chịu nổi nha. Mình chừa vài cái bông thôi, để cái năm tới cho nó lên thôi. Mấy cái này mình cắt luôn. Chắc đủ ăn thôi. Nhưng mình không chắc vô cái nó cũng hư hết rồi. Quế này nó không có chịu được lạnh. Bên đây trồng được mùa hè thôi, cái mùa lạnh là nó sẽ chết hết rồi. Cái đầy đủ ăn rồi. Qua xong hai mấy cái tắc luôn. Ớt nó trời. Mình trồng được mấy cái xà lách nè, mình ương ở nhà đó nên nó lên được rồi. Kiếm đi đây, có cây nhỏ nữa nè. Ớt luôn. Chút vô ăn luôn. Tắt luôn. Chút vô quậy nước uống. Lấy nguyên một chùm này luôn. Bị dướng rồi chưa, nó uống nước rất là thơm luôn. Bị dướng rồi, xong xuôi.